của lịch sử, đó là chương trình lịch sử thế giới hiện đại nha các em. Rồi các em sẽ tìm hiểu cho cô. Các em ghi vào cho cô nhé. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945. Rồi, chương 1. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1941. Bài 15. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc bảo vệ, đấu tranh bảo vệ cách mạng từ 1917-1921. Cách mạng tháng 10 năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng từ năm 1917 đến năm 1921. Rồi bây giờ các em nhìn lên màn hình của cô xác định cho các em nhìn thấy đế quốc Nga nhé. Đây là phần lãnh thổ của đế quốc Nga năm 1914 nha các em. Lãnh thổ của nước Nga chiếm 1 phần 4, 1 phần 6 lãnh thổ của thế giới. Đây các em nhìn lên ha. Như vậy đất nước có diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất, chiếm 1 phần 6 lãnh thổ trên thế giới. Đó là cái diện tích của nước Nga nha các em. À, một cái diện tích rất là rộng lớn. Rồi. Ở nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách mạng diễn ra. Vậy hai cuộc cách mạng đó là những cuộc cách mạng nào? Bây giờ chúng ta sang nội dung của phần 1 lớn nhé. Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917. Một nhỏ là tình hình nước Nga trước cách mạng. Một nhỏ là tình hình nước Nga trước cách mạng. Tình hình của nước Nga trước cách mạng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cho cô ở nội dung trang 75 trong sách giáo khoa các em. Sách giáo khoa nội dung trang 75. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tình hình của nước Nga. Nước Nga trước cách mạng
và đặc biệt đó là nước Nga từ sau cuộc cách mạng năm 1905-1907 thì tình hình chính trị của nước Nga như thế nào? Bây giờ các em sẽ dựa vào nội dung của sách giáo khoa, sau đó các em sẽ nêu cho cô những nội dung cơ bản. Nào, các em nhìn vào cho cô sách giáo khoa, sau đó các em sẽ nêu cho cô những cái nội dung cơ bản về tình hình chính trị của nước Nga trước cách mạng nha. Các em nhìn vào sách giáo khoa trang 75. Nào, nước Nga trước cách mạng về thể chế chính trị của nước Nga như thế nào các em? Do chế độ nào cầm quyền ở Nga nào? Trước cách mạng, chế độ nào cầm quyền ở Nga? Mở sách ra, theo dõi và trả lời cho cô. Trước cách mạng, chế độ nào cầm quyền ở nước Nga nào? Nào, cô mời bạn Bá Tiến nào. Dạ thưa cô, là một đất dạ thưa cô là một đế quốc chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Nicholas II. À đúng rồi, là một đế quốc chuyên chế, là thời kỳ của Nga hoàng Nicholas II đứng đầu nha. Chúng ta chú ý cho cô chính trị nhé. Đó là một đế quốc chuyên chế do Nga hoàng Nicholas II cầm đầu. Rồi, bây giờ các em sẽ ghi cho cô về cái tình hình chính trị của Nga. Là một nước quân chủ chuyên chế do Nga hoàng Nikolai II đứng đầu. Đây là chân dung, nhìn lên màn hình của cô, đây là chân dung của Nga hoàng Nikolai II. Vậy thì dưới cái chế độ của Nikolai II đã đẩy nước Nga rơi vào cuộc chiến tranh đế quốc, chiến tranh thế giới. Và đối với cuộc chiến tranh này thì đã gây ra điều gì cho nước Nga các em? Nào, Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh thế giới và đã gây ra điều gì cho nước Nga? Gây ra điều gì cho nước Nga các em? Phương Nhi nào con? Cô là Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. Đúng rồi, để lại cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho đất nước. Một người nêu cho cô những hậu quả đó là gì nào? Hậu quả mà nước Nga đang phải gánh chịu đó là gì? Tiết Nhi nào con? Thưa cô, là kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận mất nước, mất đất. À, đúng rồi. Đó là những cái hậu quả mà nước Nga phải gánh chịu ha. Như vậy, đối với Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới và khiến cho nước Nga đã rơi vào tình trạng bị khủng hoảng nghiêm trọng. Rồi, các em sẽ ghi vào cho cô nhé. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh thế giới và khiến cho đất nước Nga rơi vào tình trạng bị khủng hoảng nghiêm trọng. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga rơi vào cuộc chiến tranh thế giới và khiến cho nước Nga lâm vào tình trạng bị khủng hoảng nghiêm trọng. Các em viết bài đi nhé. Sao các em không viết bài rồi? Sao các em có bài học hả? Chịu khó viết bài đi. Khiến cho nước Nga lâm vào tình trạng bị khủng hoảng nghiêm trọng.
Đó là về tình hình chính trị của nước Nga trước cách mạng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tìm hiểu. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ nắm về tình hình kinh tế cũng như là tình hình xã hội của nước Nga. Các em nhìn lên màn hình của cô. Đây là hình ảnh mà một cái chuyến tàu tức là người dân Nga đã lên tàu để rời khỏi cái nơi sinh sống của mình. Các em nhìn lên màn hình nha. Đây là một cái hình ảnh cho chúng ta nhìn để chúng ta đánh giá về cái tình hình xã hội của nước Nga nhé. Rồi tiếp tục các em nhìn lên màn hình của cô nữa nè. Đây là một cái thảm cảnh sau cái cuộc chiến ở nước Nga. Đây các em nhìn lên đây ha. Thảm cảnh sau cuộc chiến ở nước Nga. Và bối cảnh của đất nước Nga lúc bấy giờ về nền kinh tế, đặc biệt đó là sản xuất nông nghiệp. Đây là một cái bức hình của người nông dân Nga. Các em nhìn lên người nông dân Nga. Vậy thì với cái bức hình của người nông dân Nga này thì một bạn hãy cho cô biết xem là nền kinh tế nông nghiệp của nước Nga lúc bấy giờ về hình thức canh tác, phương thức canh tác trong nền nông nghiệp của nước Nga nó như thế nào các em? Nền nông nghiệp ở nước Nga lúc bấy giờ nó như thế nào nè? Phát triển thế nào các em? Với cái phương thức canh tác như thế này thì chúng ta thấy nó như thế nào đây? Nền nông nghiệp thế nào? Phương thức canh tác như thế nào nè? Nhanh lên nào! Không có hết giờ. Có hiện đại không? Phương thức canh tác nông nghiệp hiện đại hay là bị lạc hậu? Còn lạc hậu? Rồi, không có bạn nào trả lời luôn. Với cái hình thức này thì chúng ta thấy rằng cái nền kinh tế nông nghiệp của nước Nga còn sản xuất với một cái phương thức lạc hậu. Vậy thì qua những cái bức tranh mà cô cho các em theo dõi, chúng ta có thể đánh giá được về nền kinh tế của nước Nga lúc bấy giờ đang bị khủng hoảng, bị sụp đổ nghiêm trọng, đặc biệt là nông nghiệp thì còn lạc hậu. Một cái điểm nữa mà chúng ta tiếp tục nắm về cho cô, đó là về lĩnh vực kinh tế của nước Nga. Các em sang B nhỏ là nền kinh tế. Kinh tế. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Còn công nghiệp thì bị đình đốn và suy sụp. Cho nên nạn đói đã xảy ra ở khắp nơi. Nông nghiệp thì lạc hậu. Công nghiệp thì đình đốn suy sụp. Khiến cho nạn đói xảy ra ở khắp nơi. Nạn đói xảy ra ở khắp nơi. Tình hình kinh tế. Nạn đói xảy ra ở khắp nơi. Rồi. Bây giờ các em tiếp tục theo dõi lên màn hình của cô. Cô sẽ cho các em xem một số cái hình ảnh của nước Nga, đời sống của người dân Nga lúc bấy giờ nha. Rồi các em nhìn lên. Đây là một cái hình ảnh nói về cái đời sống của người dân Nga lúc bấy giờ. Rồi các em nhìn lên ha, nạn đói thì ở khắp nơi, đời sống của người dân Nga, người công nhân Nga lúc bấy giờ. Vậy thì chúng ta có thể đánh giá cho cô xem là cái cuộc sống của người dân Nga lúc bây giờ thế nào các em. Các em nhìn qua hai bức hình này chúng ta có thể trả lời được nè. Đời sống của người dân Nga lúc bây giờ như thế nào nào? Nào các em nhìn lên màn hình đi. Đời sống của người dân Nga như thế nào? Trả lời cho cô coi. Qua hai bức hình cô chia sẻ nè, rồi cộng với cái đời sống của người nông dân, nạn đói thì xảy ra ở khắp nơi, chúng ta có thể nhận xét về đời sống của người dân Nga lúc bây giờ thế nào, có cuộc sống thế nào các em? Minh Châu nào con, Nguyễn Lê Minh Châu,
Minh Châu đâu? Minh Châu trả lời đi. Đời sống của người dân Nga thế nào Minh Châu? Ủa sao không trả lời vậy? Nguyên Chương, Nguyễn Phúc Nguyên Chương. Dạ, đời sống khốn khổ, nghèo đói và thiếu lương thực trầm trọng. Đúng rồi, đời sống khốn khổ. Nhìn vào hai bức hình này chúng ta có thể đánh giá nạn đói thì xảy ra ở khắp nơi. À, như vậy thì lương thực thì thiếu trầm trọng, đời sống của người dân Nga lúc bấy giờ rơi vào cảnh khốn khổ. Rồi, như vậy một cái đánh giá nữa. Cái thứ ba đó là tình hình xã hội của nước Nga. Về tình hình xã hội của nước Nga, đời sống của nhân dân Nga thì khổ cực. Và với cái đời sống này họ đã phải đứng lên tham gia vào các cuộc đấu tranh. Trong đó có cái phong trào phản đối chiến tranh đã nổ ra. Đời sống cơ cực và bùng nổ cái phong trào phản đối chiến tranh. Như vậy các em thấy được cái hậu quả trong cái quá trình nước Nga tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất phải gánh chịu cái hậu quả rất là lớn. Và chính điều đó đã diễn ra, cái phong trào đấu tranh chống chiến tranh ở nước Nga đã diễn ra. Rồi ngoài ra nữa thì bối cảnh của xã hội đó là mâu thuẫn giữa dân tộc và giai cấp trong xã hội cũng đã diễn ra sâu sắc. Tình hình của nước Nga. Cô nhắc lại đời sống của dân Nga thì cơ cực. Phong trào phản đối chiến tranh đã bùng nổ khắp nơi và mâu thuẫn dân tộc và giai cấp cũng diễn ra sâu sắc. Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp diễn ra sâu sắc. Rồi các em tập trung vào nha, tập trung nghiêm túc học tập cho cô nha. Hôm nay thì có hơi mệt mỏi một chút vì các em mới chích ngừa về, nhưng mà các em cũng phải có một cái tinh thần, chúng ta cố gắng nha, chứ chúng ta không có học mà cứ tình trạng các em như thế này, cô gọi không trả lời là một, cái thứ hai các em ngồi cho có thì cũng là ảnh hưởng đến cái việc học tập của mình ha. Thầy cô không dạy lại kiến thức cho các em nữa đâu. Và khi các em làm bài nó sẽ bị ảnh hưởng là một. Thứ hai nữa là cái quan trọng là cái kiến thức của các em nó không có. Đó, cho nên là cô cũng nhắc nhở các em là các em phải nghiêm túc. Chúng ta cố gắng phấn đấu bằng nghị lực để chúng ta học tập cho nó thật là tốt. Chứ không có là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nha. Ảnh hưởng thứ nhất là kiến thức của mình. Ảnh hưởng thứ hai là về cái chất lượng học tập. Nên là phải có cái sự chấn chỉnh lại việc học tập của mình. Rồi bây giờ cô sẽ tiếp tục thông qua cái nội dung phần này nha. Đó là những cái tình hình chung của nước Nga trước cách mạng mà cô giới thiệu với các em. Thứ nhất là về tình hình chính trị, rồi tình hình kinh tế và tình hình xã hội của nước Nga trước cách mạng. Vậy thì ở nước Nga với những cái đặc điểm về tính chất của tình hình chung đã diễn ra các cái cuộc đấu tranh và bùng nổ của cách mạng. Rồi các em nhìn lên màn hình của cô ha, những cái biểu hiện về đời sống của xã hội nước Nga. Lúc bấy giờ thì dân Nga dưới cái chế độ của quân chủ chuyên chế Nga Hoàng Nikolai II, cái chế độ quân chủ chuyên chế này nó giống như là một cái nhà tù dân tộc vậy đó. Đời sống của những người dân và sự áp bức bóc lột của chính quyền đối với nhân dân, cũng như là những cái chính sách, cũng như là những cái vấn đề mà chính Nga Hoàng đẩy nhân dân Nga vào, nó giống như là một cái nhà tù và dân tộc phải chịu sống ở trong một cái nhà tù của thể chế của Nga Hoàng. Cho nên quá trình đấu tranh đã diễn ra và quá trình cách mạng bùng nổ là điều có thể không thể nào mà không xảy ra. Cách mạng bùng nổ là điều khó tránh khỏi. Và cuộc cách mạng ở Nga đã diễn ra. Bây giờ chúng ta sẽ sang cho cô phần 2 nhỏ. Cách mạng tháng 2 năm 1917. Hai nhỏ. Cách mạng tháng 2 năm 1917 em.
Cách mạng tháng 2 năm 1917. Về nguyên nhân bùng nổ của cách mạng. Bây giờ các em nhìn lên màn hình của cô sẽ giới thiệu cho các em để chúng ta sẽ nắm được vì sao mà cuộc cách mạng lại bùng nổ nhé. Rồi. Vậy thì bối cảnh của nước Nga, mâu thuẫn dân tộc và giai cấp đã diễn ra sâu sắc. Những cái mâu thuẫn trong xã hội gồm có giai cấp tư sản với giai cấp vô sản này, rồi giữa nông dân với thành phần địa chủ phong kiến này, rồi giữa dân tộc thuộc địa với lại chính quốc với các nước đế quốc, rồi mâu thuẫn này với đế quốc Nga, vân vân. Như vậy thì theo các em, nguyên nhân chính xuất phát để khiến cho cuộc cách mạng tháng 2 bùng nổ là do lý do nào các em? Theo các em là do đâu ạ? Do đâu bùng nổ của cách mạng vào tháng 2? Do đâu bùng nổ của cách mạng tháng 2 nè? Do đâu các bạn? Cô mời bạn Phúc Tín nè. Cô đọc lại em câu hỏi, cô đọc lại giùm em câu hỏi được không cô? Rồi, cô mới giới thiệu ở trên màn hình nè. Cô đang hỏi là với những cái bối cảnh của xã hội nước Nga lúc bấy giờ như là mâu thuẫn trong xã hội Nga giữa tư sản với vô sản, mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, mâu thuẫn giữa dân tộc thuộc địa với lại đế quốc Nga, rồi cái mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các nước đế quốc khác. Vậy thì theo em xuất phát từ lý do nào mà đã bùng nổ cuộc cách mạng ở Nga vào tháng 2 năm 1917? Là do điều gì đây em? Dạ. Xuất phát từ điều gì nè? Dạ thưa cô. Nhìn lên màn hình á, không có sách đâu, nhìn lên màn hình á. Cô vừa giới thiệu đó, xuất phát từ điều gì mà bùng nổ cách mạng? Do là cuộc đấu tranh giữa các thế lực ví dụ là tư sản. Do ở đây là do cái gì? Do mâu thuẫn giữa các... Đúng rồi, do mâu thuẫn là chính. Còn mâu thuẫn này là mâu thuẫn gì? Mâu thuẫn giữa dân tộc, mâu thuẫn giữa giai cấp và mâu thuẫn giữa dân tộc với lại đế quốc, mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền, phong kiến. Nó là lý do để bùng nổ cuộc cách mạng vào tháng 2 năm 1917. Chú ý cho cô một chút nha. Xuất phát từ những cái mâu thuẫn. Rồi ghi vào vở cho cô nguyên nhân. Là do mâu thuẫn giữa nhân dân Nga với đế quốc Nga. Là do mâu thuẫn giữa nhân dân Nga với đế quốc Nga. Là do mâu thuẫn giữa nhân dân Nga với đế quốc Nga. Rồi, mâu thuẫn giữa các dân tộc và giai cấp. Mâu thuẫn giữa các dân tộc và giai cấp. Như vậy đó chính là nguyên nhân làm bùng nổ của cách mạng vào tháng 2 nha. Mâu thuẫn giữa nhân dân với đế quốc Nga, mâu thuẫn giữa dân tộc, rồi giữa các giai cấp trong xã hội là lý do làm bùng nổ của cách mạng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào diễn biến của cách mạng tháng 2. Những diễn biến chính của cách mạng tháng 2. Các em đánh cho cô Hoa Thị thứ hai là diễn biến. Nhanh lên.
Bây giờ các em nhìn lên màn hình của cô. Cô sẽ khái quát cho các em diễn biến của cuộc cách mạng vào tháng 2. Các em nghe nhé. Phần này các em sẽ ghi sau ha. Các em nghe và các em sẽ khái quát sau vào trong vở của mình. Các em sẽ đánh dấu theo nội dung sách giáo khoa bằng những cái nội dung cô hướng dẫn nhé. Về diễn biến của cách mạng tháng 2. Cuộc cách mạng diễn ra vào tháng 2, cụ thể là ngày 23 tháng 2 năm 1917. Có 9 vạn nữ công nhân ở Petrograd đã tiến hành biểu tình. Đó là sự kiện mở đầu. Sau đó 3 ngày, cuộc biểu tình đã trở thành cuộc tổng bãi công chính trị rộng lớn trên toàn thành phố. Sau 3 ngày, cuộc tổng đã trở thành một cuộc tổng bãi công chính trị rộng lớn trên toàn thành phố, thu hút được rất nhiều các cái tầng lớp nhân dân tham gia. Và cuộc tổng bãi công đã chuyển sang thời kỳ của cuộc khởi nghĩa vũ trang. Nhân dân, công nhân đã đứng lên xây dựng được các chiến lũy khởi nghĩa. Tiếp theo đó, cuộc khởi nghĩa lớn mạnh. Thành phần công nhân và binh lính đã tiến hành khởi nghĩa đánh chiếm vào các công sở, các bộ trưởng và tướng tá của triều đình Nga Hoàng và khiến cho chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng đã bị sụp đổ vào ngày 27 tháng 2 năm 1917. Như vậy diễn biến của cách mạng tháng 2 chúng ta sẽ khái quát cho cô với 3 nội dung. Cô nhắc lại, nội dung thứ nhất đó là sự kiện diễn ra vào ngày 23 tháng 2 năm 1917. Sự kiện này có 9 vạn công nhân đã tiến hành bãi công ở Petrograd. Rồi sau đó 3 ngày, cuộc bãi công đã phát triển trở thành một cuộc tổng bãi công chính trị rộng lớn trên toàn thành phố. Phát triển thành cuộc tổng bãi công chính trị rộng lớn trên toàn thành phố. Cuộc tổng bãi công chuyển sang thời kỳ một cuộc khởi nghĩa vũ trang. Khi mà công nhân đã đứng lên xây dựng được các chiến lũy khởi nghĩa ở Petrograd. Và đồng thời, công nhân và binh lính đã đứng lên tấn công chiếm các công sở và thành trì của chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng và khiến cho chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng đã bị sụp đổ vào ngày 27 tháng 2 năm 1917. Như vậy chúng ta sẽ khái quát cho cô về phần diễn biến này theo cái phần hướng dẫn của cô kết hợp với sách giáo khoa. Nên phần diễn biến này các em sẽ mở ngoặc ra. Mở ngoặc ra đó là trình bày theo sách giáo khoa và hướng dẫn của cô ha. Như vậy ba sự kiện mà cô vừa giới thiệu đó là sự kiện diễn ra của cuộc cách mạng tháng 2 năm 1917. Rồi, chúng ta đánh dấu vào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với kết quả của cuộc cách mạng vào tháng 2. Vậy thì cách mạng tháng 2 diễn ra và đã có kết quả như thế nào? Đã mang lại được kết quả gì cho đất nước Nga nào? Các em theo dõi vào sách giáo khoa. Mang lại được kết quả gì cho đất nước Nga các em? Tuyết Nhi nào con? Cô là chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ. Đã làm cho chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ. Rồi, cảm ơn con. Và chính quyền nào đã được thành lập sau khi chế độ này bị sụp đổ các em? Những chính quyền nào đã được thành lập sau khi mà chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ nè? Chính quyền nào? Nhi trả lời cho cô luôn đi con. Thưa cô là giai cấp tư sản thành lập chính phủ lâm thời gồm đại biểu tư sản và đại diện chủ tư sản hóa. Một chính quyền của giai cấp tư sản. Rồi còn một chính quyền nào nữa?
còn một chính quyền nữa. Chính quyền nào nữa đây? Rồi, bây giờ các em nhìn lên màn hình của cô. Hai chính quyền cùng song song tồn tại, một chính quyền của giai cấp tư sản, chính phủ lâm thời tư sản, và một chính quyền đó là Xô Viết, đại biểu là công nhân, nông dân và binh lính. Như vậy, chế độ Nga Hoàng bị lật đổ và nước Nga sau cách mạng tháng 2 có hai chính quyền song song tồn tại. Nghe? Chính phủ lâm thời tư sản và Xô Viết, đại biểu là công nhân, nông dân và binh lính. Như vậy hai chính quyền đều song song tồn tại. Về kết quả, vậy thì hai cái chế độ này nè, hai cái chính quyền này cùng tồn tại, nó chính là lý do mà khiến cho ở nước Nga lại tiếp tục bùng nổ một cuộc cách mạng diễn ra vào thời gian tiếp theo, đó chính là cuộc cách mạng vào tháng 10. Vậy thì lý do vì sao mà hai chính quyền này tồn tại lại dẫn đến cuộc cách mạng vào tháng 10 bùng nổ thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nha. Đây là kết quả của cách mạng tháng 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhìn lên màn hình của cô. Hình ảnh của các đại biểu Xô Viết, công nhân, thành phần công nhân, nông dân và binh lính đều được tham gia vào đại biểu Xô Viết trong chính quyền Xô Viết. Tham gia vào chính quyền Xô Viết. Trời. Vậy thì những cái yêu cầu đặt ra đối với nước Nga sau khi hai chính quyền song song tồn tại thì chúng ta thấy là vấn đề sẽ xảy ra là cách mạng tiếp tục bùng nổ và quá trình đấu tranh để mang lại cái chính quyền cho Xô Viết. Vậy thì cuộc cách mạng vào tháng 10 sẽ diễn ra như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sang nội dung của phần 3 nhỏ. Các em ghi cho cô 3 nhỏ cách mạng tháng 10 năm 1917 nha. Cách mạng tháng 10 năm 1917. Một người đọc cho cô nội dung của phần thứ hai từ đầu cho đến chữ quần chúng nhân dân. Đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng nhân dân. Phản đối mạnh mẽ. Ngọc Tân đọc cho cô nè. Dạ thưa cô, cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga Hoàng, song cuộc diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga. Hai chính quyền song song tồn tại, chính phủ lâm thời và giai cấp tư sản và các Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Trước tình hình này, Lenin và đảng Bolshevik đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng bạo lực lật đổ chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trong lúc đó, chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân. Rồi, cô cảm ơn con. Chúng ta thấy về sự thành lập hai chính quyền này và sự tồn tại của hai chính quyền song song đối với đất nước Nga, nó là một cái vấn đề. Vấn đề ở đây chúng ta thấy về đường lối của hai chính quyền này hoàn toàn đi trái ngược với nhau. Tư sản thì tiếp tục tham vọng đó là thay đổi cái cục diện, là tiếp tục tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới. Nhưng riêng đối với quần chúng nhân dân thì hoàn toàn phản đối cái cuộc chiến tranh này. Rồi cục diện của nước Nga lúc bấy giờ, chúng ta biết chính phủ lâm thời tư sản, đối với giai cấp tư sản thì luôn luôn tìm mọi cách để bóc lột đối với giai cấp vô sản. Mà trong khi đó, chính quyền Xô Viết muốn giải phóng giai cấp mình thì buộc phải làm một cuộc cách mạng để tiến hành lật đổ cái chế độ tư sản bằng bạo lực. Tức là phải tiến hành đấu tranh, dùng bạo lực để lật đổ, để giải phóng cho cái giai cấp vô sản. Cho nên đã dẫn đến cái cuộc cách mạng tháng 10 bùng nổ. Đó chính là nguyên nhân nhé.
Như vậy nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng 10 là do nước Nga sau cách mạng tháng 2 tồn tại hai chính quyền song song, cho nên buộc phải tiến hành cuộc cách mạng vào tháng 10. Rồi, phần này chúng ta nắm cho cô ha. Vậy thì cách mạng tháng 10, trước khi tiến hành cuộc cách mạng tháng 10, nước Nga đã có những chuẩn bị gì? Bây giờ cô mời một bạn đọc cho cô phần chữ nhỏ. Không khí cách mạng từ đầu tháng 10 các em. Đầu tháng 10 không khí cách mạng. Đầu tháng 10 không khí cách mạng như thế nào? Cô mời bạn Gia Hân à, Nguyễn Châu Gia Hân đọc cho cô. Thưa cô là đầu tháng 10. Rồi không thấy hả? Thôi Kim Hồng đọc cho cô đi con. Dạ thưa cô, đầu tháng 10 không khí cách mạng bao trùm khắp nước Nga. Ngày 7 tháng 10, Lenin bí mật rời Phần Lan về Petrograd, trực tiếp chỉ đạo công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Những đội cận vệ đó được thành lập, kế hoạch khởi nghĩa được vạch ra cụ thể, chu đáo, được quyết định hết sức nhanh chóng. Trời, cô cảm ơn em. Công tác chuẩn bị cho cuộc cách mạng diễn ra vào tháng 10, các em nhìn lên màn hình của cô. Đầu tiên đó là quá trình nhân dân rất là vui mừng đón cái nhân vật. Đó là Lenin đang ở Thụy Sĩ trở về nước và tiếp tục tiến hành lãnh đạo cho cách mạng. Mà Lenin là ai thì chúng ta cũng đã học rồi ha, trong cái chủ đề phong trào công nhân cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Với sự ra đời của quốc tế cộng sản quốc tế thứ ba, Lenin chính là người đã lãnh đạo cái quốc tế thứ ba, quốc tế cộng sản. Thì khi mà ông đang ở Thụy Sĩ, cách mạng nước Nga diễn ra thì ông đã trở về nước, sau đó thì tiếp tục lãnh đạo cách mạng. Và đây chính là cái sự đón trước Lenin sau khi mà ông quay trở về Nga để tiến hành lãnh đạo cho cách mạng. Đây, nhân vật Lenin đấy các em. Các em nhìn lên màn hình ha. Nhân dân vui mừng đón Lenin trở về nước, tiếp tục lãnh đạo cho cách mạng. Rồi, công cuộc chuẩn bị của nước Nga tiếp theo đó là thành lập các đội cận vệ đỏ. Đây, thành lập các đội cận vệ đỏ để tiến hành cuộc cách mạng. Và ngay trong tháng 10 thì không khí cách mạng cũng đã bao trùm khắp nước Nga. Đầu tháng 10 không khí cách mạng đã bao trùm khắp nước Nga. Như vậy thì chúng ta thấy cái tinh thần để chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng 10 ở Nga nó đã diễn ra với một không khí sôi nổi trên khắp cả nước Nga. Và cuộc cách mạng tháng 10 diễn ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào diễn biến của cách mạng tháng 10. Các em đánh cho cô cái hoa thị diễn biến của cách mạng tháng 10. Đợi bây giờ theo dõi vào cho cô sách giáo khoa và cho cô biết. Ngay trong đêm ngày 24 tháng 10 sau khi mà Lenin trở về nước thì ông đã làm gì? Ngay trong đêm 24 tháng 10 khi mà Lenin trở về nước thì ngay sau đó ông đã làm gì các em? Ông đã làm gì? Viết thành nào con? Đêm 24 tháng 10. Sao không nói không nghe được rồi con ơi? Rồi cô không nghe được tiếng của viết thành. Rồi cô mời bạn khác nào. Rồi Tuyết Nhi nêu cho cô đi con. Cô đêm 24 tháng 10 Lenin đến điện Mô nơi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa. Đúng rồi. Ông đã trực tiếp đến điện Mô Nơi và chỉ huy cho cuộc khởi nghĩa. Và lúc này cuộc khởi nghĩa đã tiến hành tấn công vào cung điện mùa đông, nơi ẩn náu của chế độ tư sản, lâm thời, chính phủ lâm thời tư sản đang đóng ở cung điện mùa đông. Như vậy cuộc khởi nghĩa đã bắt đầu diễn ra. Đó là sự kiện đêm 24 tháng 10. Các em ghi vào cho cô. Vào đêm 24 tháng 10, Lenin đã chỉ huy cuộc khởi nghĩa chiếm Petrograd và bao vây cung điện mùa đông. Đây là nơi ẩn náu của chính phủ tư sản lâm thời.
đêm 24 tháng 10, Lenin chỉ huy cuộc khởi nghĩa, chiếm được Petrograd và bao vây cung điện mùa đông. Và sau đó chỉ có một ngày, đến đêm ngày 25 tháng 10 thì quân khởi nghĩa đã chiếm được cung điện mùa đông và chính phủ lâm thời tư sản đến đây đã bị sụp đổ hoàn toàn. Như vậy, theo các em, thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa dài hay ngắn? Thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa dài hay ngắn nào? Nhi nào con? Tuyết Nhi? Cô là ngắn. À, rất là ngắn, đúng rồi. Trong vòng có một ngày thôi, cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng lật đổ được cái chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và giai cấp tư sản đã bị sụp đổ hoàn toàn. Như vậy, sự kiện tiếp theo, các em ghi nhận cho cô vào đêm ngày 25 tháng 10. Quân khởi nghĩa đã chiếm được cung điện mùa đông và chính phủ tư sản lâm thời đã bị sụp đổ hoàn toàn. Đêm 25 tháng 10, quân khởi nghĩa đã chiếm được cung điện mùa đông và chính phủ tư sản đã bị sập đổ hoàn toàn. Chính phủ tư sản đã bị sập đổ hoàn toàn. Cuộc khởi nghĩa tiếp tục còn kéo dài đến năm 1918, đầu năm 1918, tức là đến tháng 3 năm 1918 ha. Nhưng mà cuộc cách mạng tháng 10 đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta thấy quá trình khởi nghĩa cách mạng tháng 10 năm 1917 diễn ra trong một thời gian rất ngắn và chính phủ lâm thời tư sản đã bị sụp đổ hoàn toàn. Đó là phần diễn biến. Đây là cuộc tấn công chiếm được cung điện mùa đông của lực lượng khởi nghĩa. Rồi, cô sẽ cho các em tiếp tục tìm hiểu về cái kết quả của cuộc cách mạng tháng 10 cũng như là tính chất của cuộc cách mạng tháng 10 so với cái cuộc cách mạng tháng 2 thì chúng ta thấy nó có cái điểm gì khác ha. Rồi, bây giờ các em sẽ tiếp tục. Cuộc cách mạng tháng 10 đã có kết quả. Các em đánh cho cô hoa thị thứ 3 là về kết quả. Thứ 2, kết quả. Kết quả của cách mạng tháng 10. So với cuộc cách mạng tháng 2 thì cuộc cách mạng tháng 10 là lật đổ chính phủ tư sản lâm thời. Còn cách mạng tháng 2 là lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng. Chúng ta chú ý nha, để chúng ta sẽ đưa ra cái điểm khác nhau ha. Cuộc cách mạng tháng 2 lật đổ được cái chế độ Nga Hoàng và thành lập hai chính quyền song song tồn tại, đó là chính phủ lâm thời tư sản và Xô Viết đại biểu là công nhân, nông dân và binh lính. Nhưng cách mạng tháng 10 thì thiết lập nhà nước vô sản. Các em chú ý nhé, cách mạng tháng 10 thiết lập nhà nước vô sản và chính quyền đã thuộc về tay nhân dân. Như vậy thì hai cái kết quả của cách mạng tháng 2 và tháng 10 chúng ta thấy nó đã có cái sự khác nhau. Đây là kết quả của cách mạng tháng 10 nha các em. Lật đổ được chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập được nhà nước vô sản và chính quyền đã thuộc về tay nhân dân. Đó là kết quả của cách mạng tháng 10. Kết quả của cách mạng tháng 10. Rồi, xong chưa các em? Viết xong chưa? Rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Về tính chất của cuộc cách mạng tháng 10.
Thì tính chất ở đây của cách mạng tháng 10 nó là tính chất của một cuộc cách mạng vô sản đầu tiên, và cuộc cách mạng này đã giành được thắng lợi, cho nên tính chất là một cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đã giành được thắng lợi. Tính chất của cuộc cách mạng. Về tính chất của cuộc cách mạng, đây là một cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đã giành được thắng lợi. Tính chất đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đã giành được thắng lợi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sang cho cô phần 2 La Mã. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. 2 La Mã. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Một nhỏ là xây dựng chính quyền Xô Viết. Vậy thì chính quyền Xô Viết được thành lập vào thời gian nào? Bây giờ các em sẽ nhìn lên màn hình của cô và chúng ta sẽ nêu cho cô nhé. Chính quyền Xô Viết được thành lập vào thời gian nào các em? Tuyên bố thành lập vào thời gian nào nào? Các em nhìn lên màn hình của cô để các em trả lời nhé. Bá Tiến trả lời cho cô nào con. Dạ thưa cô, là trong đêm ngày 25 tháng 10. À đúng rồi, ngay trong đêm ngày 25 tháng 10. Như vậy khi cuộc khởi nghĩa thành công thì ngay trong đêm, chính Lenin là người đã tiến hành Đại hội Xô Viết toàn Nga và tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết. Như vậy là không chờ lâu, thắng lợi là Lenin đã quyết định Đại hội Xô Viết toàn Nga và thành lập chính quyền Xô Viết. Và chính ông là người đã đứng đầu chính quyền Xô Viết. Và đồng thời, qua đại hội, ông đã thông qua hai sắc lệnh. Một, đó là sắc lệnh hòa bình, và hai, đó là sắc lệnh về ruộng đất. Và bây giờ các em sẽ chốt cho cô cái phần này vào vở nha. Ngay đêm 25 tháng 10, khai mạc Đại hội Xô Viết toàn Nga, tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết do Lenin đứng đầu, và thông qua sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh về ruộng đất. Đồng thời thông qua hai sắc lệnh, đó là sắc lệnh về hòa bình và sắc lệnh về ruộng đất. Về nội dung của hai sắc lệnh này, các em sẽ theo dõi ở trong sách giáo khoa nhé. Trong sách giáo khoa đã ghi cụ thể nội dung của hai sắc lệnh. Bây giờ cô chỉ nhờ một bạn đọc cho cô thôi, đọc cho cô nội dung của hai sắc lệnh này. Một là sắc lệnh về hòa bình. Nào, một người đọc cho cô về sắc lệnh hòa bình. Cô mời Khánh Hằng đọc cho cô về sắc lệnh hòa bình. Sắc lệnh hòa bình quy định chính phủ công nông giao cuộc cách mạng ngày 24 tháng 5, ngày 24 và ngày 25 tháng, ngày 24 và 25 tháng 10 thiết lập và dựa vào các Xô Viết đại biểu, công nhân, binh lính và nông dân đề nghị với nhân dân tất cả các nước tham chiến và các chính phủ của họ tiến hành ngay những cuộc đàm phán về một hòa ước dân chủ và công bằng. Cảm ơn các em.
Một người đọc cho cô sắc lệnh về ruộng đất. Cô mời bạn Trọng Ân đọc cho cô sắc lệnh về ruộng đất. Trọng Ân đâu con? Rồi không thấy Trọng Ân trả lời ha. Thùy Linh đi con. Hoàng Thụy Thùy Linh. Rồi cô cũng không thấy Thùy Linh trả lời luôn. Không biết còn ngồi học không đây. Ngọc Anh, Trần Ngọc Anh đọc cho cô nội dung về xác lệnh ruộng đất. Dạ thưa cô, là một xây dựng chính quyền Xô Viết. Đêm 25 tháng 10 khai mạc Đại hội Xô Viết tại Nga, thành lập chính quyền Xô Viết do Lenin đứng đầu, thông qua sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất, tuyên bố xóa bỏ các đẳng cấp xã hội, những đặc quyền giáo hội, nam nữ bình quyền của các dân tộc, quyền tự quyết, nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt. Nãy giờ có theo dõi không vậy? Nãy giờ có theo dõi cô dạy cái gì không? Cô nói là đọc cho cô cái nội dung xác lệnh ruộng đất ở trong sách giáo khoa. Xác lệnh hòa bình bạn đọc rồi, đến con đọc xác lệnh ruộng đất mà các con không có để ý. Sao vậy, học sao vậy, ngồi học gì mà không tập trung hết vậy? Nghiêm túc cho cô coi nào. Bài học còn chúng ta không nghiêm túc sao hết được bài đây. Rồi chú ý vào nha. Nội dung về xác lệnh ruộng đất các em sẽ theo dõi trong sách giáo khoa cho cô. Có ở trong sách giáo khoa về nội dung này, cô sẽ đọc cho các em nghe. Xác lệnh về ruộng đất đã nêu rõ: 1. Nay hủy bỏ ngay lập tức và không có bồi thường quyền sở hữu của địa chủ và ruộng đất. Vậy thì lúc này ruộng đất sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của địa chủ. Nhớ nha. Và những cái phần ruộng đất này sẽ bị thu lại do nhà nước quản lý và sẽ giải quyết vấn đề ruộng đất cho người nông dân. Thứ hai, các điền trang của địa chủ cũng như những ruộng đất của các thôn ấp, của các nhà tu và giáo hội, toàn bộ gia súc và công cụ đều giao cho các ủy ban ruộng đất và các Xô Viết đại biểu nông dân huyện xử lý cho tới khi có vấn đề được Quốc hội lập hiến giải quyết. Có nghĩa là giao hết về cho đại biểu Xô Viết để quản lý về phần ruộng đất cũng như là công cụ lao động hoặc là những cái toàn bộ cái gia súc vân vân. Đối với vấn đề ruộng đất thì chúng ta thấy đây là những cái xác lệnh đã được thông qua. Vậy thì nhà nước Xô Viết được thành lập và ban hành một loạt những cái xác lệnh, trong đó những cái xác lệnh để công nhận cái nền hòa bình của nhà nước Xô Viết cũng như là những cái quyền lợi của nhân dân Xô Viết đã được thông qua. Rồi chú ý cho cô nha. Tiếp tục, khi mà nhà nước Xô Viết được thành lập, nhà nước Xô Viết đã có những cái tuyên bố trong đại hội. Một cái tuyên bố tiếp theo nữa, chúng ta nhìn lên màn hình của cô, một người đọc lại cho cô. Cô mời bạn Khánh Hiền đọc cho cô nào. Đêm 25 tháng 10. Đọc cho cô. Sau đó là tuyên bố xóa bỏ các đẳng cấp xã hội. Tuyên bố xóa bỏ các đẳng cấp xã hội, những đặc quyền của giáo hội, nam nữ bình quyền, các dân tộc có quyền tự quyết, nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt. Rồi, cảm ơn em. Như vậy, khi mà nhà nước Xô Viết được thành lập, ngoài những cái xác lệnh được thông qua, nhà nước Xô Viết còn có những cái tuyên bố. Thứ nhất, đó là tuyên bố xóa bỏ các đẳng cấp của xã hội. Lúc này, các đẳng cấp trong xã hội sẽ bị xóa bỏ, không còn nữa. Chỉ còn lại, đó là cái thành phần của giai cấp vô sản, công nhân, nông dân và binh lính, không có sự phân biệt về đẳng cấp. Tiếp theo là xóa bỏ những đặc quyền của giáo hội. Những cái đặc quyền của giáo hội sẽ bị xóa bỏ, không còn nữa. Có nghĩa là không còn cái chế độ người bóc lột người và không còn cái sự phân biệt giữa các đẳng cấp. Thực hiện cái quyền bình đẳng nam nữ và các dân tộc đều có quyền tự quyết. Nhà nước sẽ nắm các ngành kinh tế then chốt. Đó chính là những cái nội dung tuyên bố khi mà nhà nước Xô Viết được thành lập.
Rồi bây giờ các em bổ sung cho cô cái nội dung thứ hai này vào vở nha. Thứ hai là tuyên bố xóa bỏ các đẳng cấp trong xã hội, những đặc quyền của giáo hội, thực hiện nam nữ bình đẳng, bình quyền, các dân tộc có quyền tự quyết và nhà nước nắm những ngành kinh tế then chốt. Trên đây là quá trình xây dựng chính quyền Xô Viết và những tuyên bố trong chính quyền Xô Viết sau khi được thành lập. Các em chú ý cho cô nội dung của phần thứ nhất. Riêng ở cái nội dung của phần cô thứ hai, anh học sớm đó, học hai tiết kia không nghỉ 10 phút bây giờ nghỉ sớm được không cô? Rồi, chúng ta sẽ kết thúc, sắp kết thúc rồi, cô dạy luôn để chúng ta nghỉ trước nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lưu ý ở cái phần 2 nhỏ, các em sẽ trong cái chương trình của Bộ Giáo dục chống thù trong giặc ngoài, phần này các em tự học cho nên là cô sẽ không giới thiệu ở đây nữa nha. Chúng ta chú ý cho cô phần 2 nhỏ ha. Đó là chống thù trong giặc ngoài, chúng ta sẽ tự học. Bây giờ chúng ta tiếp tục còn một nội dung cuối cùng, đó là ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga. Về phần ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga, chúng ta sẽ có ý nghĩa rất là lớn đối với nước Nga và có ý nghĩa lịch sử đối với thế giới. Thì đối với nước Nga, cuộc cách mạng tháng 10 Nga đã làm thay đổi hoàn toàn đất nước, vận mệnh đất nước Nga và những con người Nga. Vậy thì thay đổi như thế nào? Từ một đất nước bị áp bức, bóc lột, giai cấp vô sản bị giai cấp tư sản bóc lột, chế độ phong kiến bóc lột đối với nhân dân. Và chính quá trình này, cuộc đấu tranh đã giải phóng được cho nước Nga. Và lúc này, giai cấp vô sản đã hoàn toàn được lên nắm chính quyền. Đó là một cái sự thay đổi rất là lớn đối với nước Nga. Và cuộc cách mạng cũng đã mở ra một kỷ nguyên cho nhân dân lao động. Đó là người lao động được lên làm chủ đất nước, làm chủ sứ mệnh của mình. Đó là ý nghĩa đối với nước Nga. Như vậy, cái phần ý nghĩa này có hai cái phần ý nghĩa quan trọng thì chúng ta sẽ chốt lại cho cô ha. Còn đối với thế giới thì cuộc cách mạng này cũng làm thay đổi cục diện của thế giới và đặc biệt nữa là đã cổ vũ cho cái phong trào đấu tranh của nhân dân trên toàn thế giới, nhất là những nước thuộc địa, những nước bị áp bức bóc lột. Và một cái ý nghĩa quan trọng là để lại cái bài học quý báu cho cái phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới. Như vậy phần 3 nhỏ này, các em sẽ chụp lại màn hình về ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga đối với nước Nga và đối với thế giới. Các em sẽ chụp lại màn hình này cho cô. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây ha. Đó là toàn bộ cái nội dung của bài số 15. Rồi, chụp lại màn hình đi. Cho cô. Chụp lại nha, chụp lại đưa lên ô chat. Bạn nào mà viết chưa kịp thì các bạn sẽ bổ sung vào cho cô. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc giờ học ở đây ha. Chào cô. Rồi, cô chào các em.